Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo kết quả đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt trên địa bàn quận đã được nghe lãnh đạo quận ủy thông tin nhanh về kết quả đại hội đại biểu lần thứ 22 đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt triển khai nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ tư đã đề ra mục tiêu tổng quát 14 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 5 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng, các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đơn vị trên địa bàn quận sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, phổ biến trong các cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhằm sớm đưa ra nghị quyết đại hội đảng bộ quận đi vào cuộc sống.